Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại, từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga. Chuyến thăm được diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvenko. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị mới. Ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội hôm 20 tháng 5. Tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp ông Putin có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Trước đó, hồi tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin cũng có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày, 15 và 16. Trong chuyến thăm này, ông Vyacheslav Viktorovich đã có cuộc hội đàm và gặp các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024, lãnh đạo các nước đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisoulith, Thủ tướng Lào Sòn Say Sifandon và Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòmphon Phong Vi Hẳn đã đồng gửi điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tự hào và vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Su Phan Nu Vong kính yêu gây dựng, tiếp tục được giữ gìn và vun đắp, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc Lào-Việt Nam. Các lãnh đạo chủ chốt của Lào cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự giúp đỡ quý giá kịp thời và hiệu quả cho Lào trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Lãnh đạo Lào khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em để gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt có 102 giữa Lào và Việt Nam mãi mãi xanh tươi, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở trong khu vực và trên thế giới. Các lãnh đạo chủ chốt của Lào chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Lãnh đạo Trung Quốc đánh giá Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết, lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trên con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước. Lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại các chuyến thăm, làm việc, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, nhất trí tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới, đóng góp tích cực cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Năm 2025 là dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam, sẽ mang lại cơ hội mới cho sự phát triển của quan hệ song phương. Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Trung Quốc-Việt Nam, tiếp tục phát triển, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước. Campuchia, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và quyền quốc trưởng Campuchia Hun Sen gửi thư mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, gửi thư mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudari, gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Lãnh đạo Campuchia đánh giá cao sự phát triển không ngừng của mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước
ngày càng sâu sắc và lên một tầm cao mới, theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Lãnh đạo Campuchia chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên mọi lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành những thành tựu mới to lớn hơn nữa, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra, tin tưởng Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Lãnh đạo Campuchia bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để củng cố và phát triển quan hệ hai nước ngày càng bền vững vì lợi ích chung của hai nước. Cuba, Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam anh em. Nhắc lại lời của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz rằng không một dân tộc nào đấu tranh giành độc lập lại phải trải qua một cuộc đấu tranh lâu dài và anh hùng như nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo Cuba khẳng định chiến thắng của Việt Nam trước chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc tạo nên một di sản khiến cả nhân loại ngưỡng mộ và điều này đã được khẳng định bởi những thành công không thể phủ nhận dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới. Lãnh đạo Cuba nhắc lại quyết tâm vững chắc trong việc tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc và hai đảng. Nga, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin gửi thư và điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Các lãnh đạo Nga đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam dựa trên cơ sở những truyền thống tốt đẹp của tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau đang ở cấp độ cao với sự hợp tác ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa cùng với các lĩnh vực triển vọng như công nghiệp, năng lượng, khoa học, công nghệ đã được khẳng định qua cuộc hội đàm có tính xây dựng với nội dung phong phú trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nga Putin vừa qua. Các lãnh đạo Nga cho biết việc làm sâu rộng thêm sự hợp tác với Việt Nam là một trong những hướng đi ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Lãnh đạo Nga tin tưởng bằng những nỗ lực chung, hai nước sẽ tiếp tục phát triển một cách toàn diện, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt nhằm đáp ứng các lợi ích cốt lõi của hai dân tộc cùng việc đảm bảo an ninh và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ấn Độ, Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Lãnh đạo Ấn Độ ca ngợi quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ trên nền tảng tin tưởng, hiểu biết sâu sắc lẫn nhau và chia sẻ tầm nhìn chung. Lãnh đạo Ấn Độ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển lên những tầm cao mới trong thời gian tới vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Triều Tiên, Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh nhằm xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh và văn minh. Mông Cổ, Tổng thống Mông Cổ Úc Naagin Khurensak đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Lãnh đạo và nhân dân Mông Cổ vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, dựa trên chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Việt Nam đã phát triển vượt bậc, mạnh mẽ không chỉ ở khu vực mà còn trên thế giới. Tổng thống Mông Cổ khẳng định với nguyên tắc hữu nghị và hợp tác, hai nước đã học hỏi lẫn nhau với mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Mông Cổ bày tỏ vui mừng khi được hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước nhằm mở rộng và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Mông Cổ và Việt Nam trên mọi lĩnh vực phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước.